Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh các bạn. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh các bạn có về một lô mít Thái. Hàng rất là đẹp các mọi người. Chiều cao trung bình của cây là khoảng 1 m. Chiều cao của mắt bo là khoảng 2 tấc. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh nha mọi người. Lô cây này rất là đều nhau, gốc láng. Hiện tại rễ đang rất nhiều ở trong bầu rồi, nên mọi người mua về là có thể trồng lì được ngay. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống mít Thái này hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0824664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hiện tại hệ thống Chi Nhánh Cái Bè có nhận giao hàng toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ạ.